Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Đến với video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này nha. Để tô màu cho bức tranh này thì trước tiên mình sẽ tô màu da cho cô gái này nha. Tiếp theo là mình sẽ tô màu áo nha. Tiếp theo là tô màu váy, mình sẽ dùng màu hồng. Xong màu váy thì mình sẽ dùng màu xám. Tiếp theo là tô màu áo choàng thì mình sẽ tô màu hồng đậm. Thank you.
khi tô rêu màu nó tròn thì mình cũng đã hoàn thiện được bức tranh này rồi nha.